Chúng ta không nên nhìn thấy họ là những con số, nhưng mà nhìn họ là một con người, nhìn thấy khuôn mặt họ, nghe đến câu chuyện của họ, cũng như cố gắng hãy trả lời một cách trong tình trạng tốt nhất đối với tình huống của họ, đối ứng trong một phương cách luôn luôn trong tình nhân ái, công lý và đùm bọc. Chúng ta hãy tránh ngày nay dẹp bỏ những gì mà tạo nên vấn nạn cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đến quy luật vàng son. Hãy làm những gì lên người khác. Đức Giáo Hoàng đang nói đến câu rất quan trọng. Hãy làm những gì với những người khác như quý vị muốn người khác làm cho quý vị. Làm những gì cho người khác như quý vị muốn họ làm cho quý vị. Quy luật này cho chúng ta một cái định hướng rất rõ ràng, giúp cho chúng ta đối xử với những khác chung với cái tình thương ái, tình yêu thương như chúng ta muốn được đối xử ngược lại vậy. Hãy để cho chúng ta tìm kiếm cho những người khác một cái cơ hội tương tự như chúng ta tìm kiếm cơ hội cho chúng ta. Hãy để cho chúng ta giúp cho những người khác phát triển như chúng ta muốn giúp cho chúng ta thế. Trong một lời nói, nếu chúng ta muốn sự an toàn, thì chúng ta hãy tạo sự an toàn. Chúng ta muốn đời sống, hãy tạo nên đời sống. Nếu chúng ta muốn cơ hội, thì chúng ta tạo ra cơ hội. Cái cây gậy mà chúng ta dùng cho những người khác cũng sẽ là cái cây gậy mà chúng ta cũng sẽ dùng cho chúng ta. Câu nói vô cùng bao la, đầy ý nghĩa, rất quan trọng để dạy con người cách xử thế từ Đức Giáo Hoàng. Quý vị dùng cây gậy thì có ngày cũng sẽ bị cây gậy đánh vào người. Quy luật vàng son cũng nhắc nhở chúng ta cái trách nhiệm để bảo vệ và giữ gìn đời sống con người từ khởi đầu. Bất cứ giai đoạn nào một đứa trẻ hình thành phải được bảo vệ. Quyết định này đã hướng tôi từ ngay đầu khi tôi bắt đầu làm công việc để vận động từ nhiều giai cấp khác nhau trên thế giới này để kêu gọi hủy bỏ án tử hình. Tôi được thuyết phục rằng đây là con đường tốt nhất, bởi vì tất cả mọi đời sống đều quý giá, mỗi một con người luôn luôn được bao trọn bởi sự đạo đức, và xã hội này chỉ có thể hưởng lợi từ phương cách hồi phục với những người đã từng bị bắt và truy tố tội phạm. Mới đây thì những người anh em giám mục của tôi ở tại Mỹ này đã nhắc nhở lại lời kêu gọi để hủy bỏ án tử hình. Không những tôi hỗ trợ họ, nhưng mà tôi cũng cung cấp cái sự khuyến khích cho tất cứ những ai được thuyết phục rằng công lý rất cần trong bất cứ một cái hình phạt này không bao giờ
loại bỏ một cái phương cách giữ lại cái sự hy vọng và hồi phục chức năng. Ý Ngài muốn nói là phải cho họ được cải đạo hoàn thiện. Thời điểm này, khi xã hội rất là quan trọng, tôi không thể nào mà không có nhắc đến người phục vụ cho Chúa Dorothy Day, người đã tạo ra tổ chức công nhân người Công giáo, sự hoạt động của bà, tình yêu thương và công lý của bà đã tạo ra rất nhiều các thí dụ điển hình để lập ra một vị thánh. Có khá nhiều sự phát triển trong khu vực này trên thế giới. Có những gì đã làm được trong năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba để giúp cho mọi người có thể thoát ra khỏi sự nghèo đói. Tôi biết rằng quý vị cũng chia sẻ với sự cam kết của chúng tôi vì vẫn còn rất nhiều việc để làm. Và trong thời giai đoạn khó khăn và kinh tế khó khăn, vì thế, sự đoàn kết của chúng ta không thể bị mất đi được. Cùng thời điểm này, tôi cũng kêu gọi quý vị hãy nhớ rằng tất cả những người chung quanh chúng ta bị cột trong cái xã hội khó khăn, họ cũng cần phải cho một cơ hội, một niềm hy vọng để chống lại sự nghèo đói và phải cần chiến đấu liên tục trên nhiều phương diện, đặc biệt đối với vấn đề hiện nay. Tôi biết rằng có nhiều người Mỹ ngày hôm nay cũng như trong quá khứ cũng đang làm việc để đương đầu với vấn đề này. Chúng ta cũng có thể nói rằng nỗ lực để tạo ra cũng như phân phối sự giàu có, phương cách sử dụng kho báu của chúng ta cũng như cái phương cách về kỹ thuật mà chúng ta có được rất là quan trọng, một yếu tố quan trọng cho nền kinh tế mà khi chúng ta đi tìm kiếm với sự hiện đại hóa vừa giữ vững được và cũng vừa bảo toàn được. Kinh doanh là một nghề nghiệp rất quan trọng, tạo nên sự giàu có và cải thiện thế giới này. Chúng là một nguồn nguyên liệu rất tốt cho một số các khu vực. Nếu như hoạt động, đặc biệt nếu đi tìm công việc, tạo ra một công việc và là một phần quan trọng trong phục dịch cho quyền lợi chung. Quyền lợi chung này cũng bao gồm quả đất, nền tảng của đời sống mà tôi mới đây đã viết. Viết rằng khi chúng ta đi vào cuộc đối thoại với tất cả mọi người chung dưới mái nhà của chúng ta, chúng ta cần một cuộc đối thoại bao gồm mọi người, kể từ khi có nhiều thử thách về khí hậu chúng ta đang sống và là nền tảng của mỗi một con người, vừa quan tâm và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Trong bài viết Laudato Si, tôi kêu gọi
sự can đảm và trách nhiệm trong nỗ lực hướng dẫn từng bước tiến của chúng ta để có thể tránh những cái ảnh hưởng nguy hiểm nhất đến môi sinh đang càng ngày càng hủy hoại bởi hoạt động của con người. Tôi cũng tin rằng chúng ta có thể tạo được sự thay đổi, và tôi bảo đảm, tôi chắc chắn làm được điều đó.